Hòa Bình ra trận này. Buổi đầu tiên đi đánh mà lại gặp đông thế này, gặp mấy ông đầu đàn, lại còn bên tay phải này. Lóc lồng rồi. Sợt xong chắc là không mua. Mưa thế. Tôi đã tèo tèo vẫn hót này, sợ vỡ quá. Vẫy một con hót này. Buổi đầu ra trận thì gặp hàng khoai, gặp hàng đầu đàn mới chết. Bên tay phải nhảy. Nhảy vào.